Chào các bạn nha. Nay mình sẽ làm một cái video là hướng dẫn cho các bạn cách vệ sinh, cách thay nhớt máy cho xe tay ga tại nhà. Thì mình quan tâm những gì? Đây có một cái nắp, gọi là nắp châm nhớt nha. Mình sẽ mở nó. Và đây là ốc. Đâu rồi ta? Dưới này có một con ốc nè. Dưới này có một con ốc, gọi là ốc xả nhớt nha. Cho các bạn coi. Đây. Đây còn ốc, đây là con ốc này, ốc xả nhớt. Đấy. Thì mình chuẩn bị những gì? Mình sẽ chuẩn bị những gì? Đồ nghề mình chuẩn bị là gồm có nè. Thì tất nhiên là phải có một chai nhớt, một tuôn, một cái hộp đựng nhớt cũ, khăn giấy, phễu, một cái điếu 12, kềm để mở nắp nha, cái bàn chải là mình để vệ sinh, và con dao này để cắt khui khay nhớt, hộp nhớt của mình. Thì tại sao mình chọn cái nhớt một tuôn? Tại sao mình chọn cái nhớt một tuôn? Đây. Thì đây mình quan tâm đó là dung tích nhớt. Thì xe mình là xe tay ga, thì dung tích thực của nó là 800 ml, nghĩa là 0.8 lít nha. Độ nhớt 5W40, ở đây chính là cái độ nhớt 40 là cái độ nhớt. Thì thí dụ như là 50-60 thì đó là độ nhớt đó rất là đặc, thì thích hợp với những chiếc xe mô tô thể thao đi phượt, đi xa. Thì ở đây mình chủ yếu là chọn nhớt Motul Scooter Power Le 5W40 hoặc là 10W40 cũng được. Thì chạy xe bình thường thì mình sử dụng nhớt là khoảng 10W40. Còn do đặc thù của xe mình là chạy nhiều nên mình sẽ dùng nhớt là có độ nhớt là 5W40. Nhớt này là nhớt 100% tổng hợp đặc chế dành riêng cho xe tay ga. Thì sản phẩm này á có thể sử dụng trên tất cả các loại đường, như là đường đô thị trong thành phố mình nghĩ là mình chạy dừng liên tục, hoặc là đường cao tốc. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành thay nhớt. Thì trước tiên thì mình cứ nới lỏng cái nắp nhớt nha. Trước tiên mình sẽ nới lỏng cái nắp nhớt nha. Đây, rồi. Mình sẽ dùng cái khóa 12, dùng cái điếu 12 để xác định cái con ốc nhớt. Thì quy tắc siết ốc như thế nào? Tại vì con ốc này nó nằm ngược xuống phía dưới. Thì nếu mà con ốc bình thường á, mình mở là ngược chiều kim đồng hồ nha. Đó là con ốc cắm xuống dưới. Đằng này con ốc nhớt nó cắm ngược từ dưới lên. Thì mở theo quy tắc là phải cùng chiều kim đồng hồ. Đây, mình sẽ xác định. Mình sẽ tìm con ốc nhớt đây. Đây vị trí con ốc nhớt nè. Không biết mấy bạn có thấy không? Mình sẽ cố gắng lấy nét. Mình sẽ cố gắng lấy cái nét nè. Đây, mình sẽ đưa cái hộp đựng nhớt vô trong này. Mở theo nguyên tắc là mở cùng chiều kim đồng hồ. Này, ốc nhớt đã ra, giờ mình chỉ cái việc là xoay nhẹ nó. Wow, nhớt rất đen, chứng tỏ xe mình đi đã lâu. Thì đợt
qua. Không biết nó đủ ấy dạ. Không biết nó đủ cái hộp này đủ 80 không ta. Nhớt nếu mà mình xả ra mà thấy có hiện tượng đục như sữa thì đó là nhớt đã vô nước nha. Mấy bạn mà đi ví dụ như trời mưa hoặc là đi những con đường ngập nước thì nên chú ý. Nhớt của mình thì nói chung nó cũng hơi và đen rồi đó, là cũng là đến thời kỳ rồi, phải thay nhớt mới rồi đó. Còn nhớt mà còn trong trong vàng vàng trong trong thì nói chung là nhớt đó còn mới. Mình sẽ vệ sinh con ốc nha. Ốc này giờ mình sẽ nghiêng xe cho nhớt nó ra hết nha. Đây chết rồi, chết rồi. Giờ mình sẽ nghiêng cho chiếc xe này nó ra hết nhớt. À còn một điều nữa, mình phải mở cái nắp này ra. Tại sao? Theo nguyên tắc á, là bình thông nhau là phải có hai lỗ thoát thông nha, để cho nhớt nó ra nhanh hơn. Bạn thấy nhất ha, nó đang chảy ra đó. Mình sẽ nghiêng xe cho nó ra hết. Thì đối với những bạn mà thay nhớt tại nhà thì trước tiên mà mình thay nhớt á, nên làm nóng máy xe. Tại vì sao? Thì làm nóng máy xe thì nhớt nó sẽ loãng hơn thì nó sẽ dễ dễ chảy ra ngoài, dễ thoát ra nhanh hơn. Còn trường hợp mà nhớt đặc quá thì nó sẽ xả ra chậm. Hên quá, cái hộp này cũng được khoảng được lít á. Này 800 mà, nhớ mình là đổ 800 mà. Mình sẽ cố gắng lắc lắc cho nó ra hết. Cho mấy bạn coi nè, vị trí của chỗ châm nhớt nha. Mấy bạn phải vệ sinh sạch sẽ nha, chứ mà đất cát mà rớt vô trong này coi như là chiếc xe mình ra đi luôn đó. Thay nhớt tiết kiệm không được bao nhiêu mà coi như là hư chiếc xe luôn đó. Đó, nhớt của mình hiện tại nó cũng ra tương đối rồi đó. Chùi vệ sinh nó. Nhớ cũ mình để qua một bên đi. Nhớt này rất là nguy hoại nha. Mấy bạn không thể đổ nhớt này ra ngoài ngoài môi trường bên ngoài được. Nhớt này mình sẽ đổ lại chai và dành thời gian sau mình có thể đi bán hoặc là cho mấy tiệm sửa xe. Thì mình tìm hiểu thì lít nhất cũ mà bán được khoảng 5-7 ngàn gì đó. Thí dụ như chục lần như vậy là mấy bạn cũng được chai nhất mới rồi nha. Giờ mình xiết lại nha. Các bạn xiết cho đúng chiều nha, chứ hôm nay nó cháy chặt ren á.
Mình dùng đĩa 12 mình xiết nha, xiết vừa tay thôi, không cần mạnh quá. Nếu mà mạnh quá thì nó sẽ làm nứt cái lốc máy, thì lúc đó là một vấn đề rất là lớn. Rồi mình xiết vừa tay thôi. Giờ mình sẽ dùng một cái phễu, dùng một cái phễu mình châm nhớt nha. Đây, rất là dơ. Đây đây đây, nhớt mô tuôn, nhớt huyền thoại nha. Nói chung thích hợp cho những bạn nào hay đi nhiều. Chà, này nó có hai lớp nha, một lớp bạc nữa. Đây, giờ mình sẽ cho các bạn coi. Chăm nhớt cho các bạn coi. Các bạn thấy không? Nhớt trong trong vàng nha. Trong quá trình đổ thì mình cẩn thận tránh làm rơi vãi nhớt ra ngoài. Nếu mà nhớt bị thiếu thì nó sẽ không đủ độ nhớt, không đủ nhớt để bôi trơn cho máy. Mà nhớt nhiều quá thì nó sẽ làm ì máy, phản tác dụng. Cố gắng lấy những giọt cuối cùng luôn nha. Xong. Giờ mình vệ sinh cái que thăm nhớt. Vệ sinh que thăm nhớt này, siết lại. Kèm giấy nha, tránh làm mình kẹp giấy vô để làm tránh làm hư cái bề mặt của cái nắp vặn thôi. Rồi siết chặt để tí để tránh trường hợp mà bị lấy mất nha. Rồi. Vậy là mình đã thay nhớt xong rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video của mình nha.